thiếu vắng 7 ngôi sao trong đội hình, Man U lo thua thảm Chelsea. Trước thềm đối đầu với Chelsea thuộc ở vòng 35 Premier League, đội hình của Man U thiếu vắng tới 7 trụ cột, trong đó đội trưởng Harry Maguire là trường hợp mới nhất gặp chấn thương. Ở vòng 34 Premier League, Man U đã thiệt đơn thiệt kép khi để thua Arsenal với tỷ số 1-3, kèm theo đó là chấn thương nặng đến từ trung vệ Harry Maguire. Tuyển thủ người Anh dù ra sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Arsenal nhưng phải rời sân khi gặp chấn thương đầu gối. Theo tờ The Sun, với chấn thương nói trên, Harry Maguire không thể ra sân trong trận đấu với Chelsea thuộc vòng 35 Premier League, 1 giờ 45 phút ngày 29 tháng 4 giờ Việt Nam, thậm chí có thể vắng mặt 4 vòng đấu còn lại của mùa giải. Không chỉ Harry Maguire, nhiều ngôi sao khác của Man U cũng vắng mặt trong trận gặp Chelsea sắp tới là tiền đạo Jadon Sancho, Firmino, Wan-Bissaka, Luxa, Pogba, Fred và Edinson Cavani đều gặp chấn thương. Bất chấp đội hình đang gặp khủng hoảng chấn thương, huấn luyện viên Giáp Giang vẫn thận trọng với việc cho ra sân nhiều cầu thủ trẻ. Chiến lược gia người Đức cho biết, chúng tôi chỉ dùng các cầu thủ trẻ ở thời điểm thích hợp nhất. Tôi đã sử dụng Haniba trong trận đấu với Liverpool. Tuy nhiên, tôi cũng cần công bằng với những cầu thủ khác. Nếu họ tập luyện tốt, họ có thể ra sân thi đấu. Huấn luyện viên Giáp Giang cũng thừa nhận việc nâng cao tinh thần cho toàn đội là vấn đề lớn nhất trước thềm trận đấu với Chelsea. Rõ ràng nếu kết quả không tốt, nhất là khi chúng tôi đã thua 3 trong 4 trận gần nhất, thì tinh thần, năng lượng trong phòng thay đồ sẽ không được như ý muốn. Chúng tôi vẫn phải nỗ lực thi đấu vì chúng tôi được trả tiền cho điều đó. Điều quan trọng đối với các cầu thủ, nhất là khi sắp đón một huấn luyện viên mới, họ phải quyết tâm đánh bại một đội bóng như Chelsea. Đây là công việc của họ, là những gì mọi người phải làm, huấn luyện viên Giang khẳng định. Sau trận thua Arsenal, Man U lúc này gần như không còn cơ hội giành suất tham dự Champions League mùa tới khi để pháo thủ dẫn cách biệt 6 điểm, chưa kể thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn đang thi đấu ít hơn một trận. Quỷ đỏ chỉ còn 4 vòng đấu nữa nhưng phải đối đầu với những đội bóng mạnh như Chelsea bằng một đội hình chấp vá khiến mục tiêu giành top 4 là rất xa vời.